trong video ngày hôm nay thì Zed sẽ squat và review cho mọi người dòng son kem lì của hãng The Balm từ Mỹ mang tên là Mid Matte Hues. Video này sẽ hơi dài một chút nên chị em mình hãy mang trà bánh và nhâm nhi từ từ nha. The Balm hiện đang bán em này ở hai size full size và set mini. Bao bì của dòng son full size này rất đẹp, được thiết kế dựa theo phong cách châu Âu xưa. Đằng sau hộp giấy sẽ có một QR code để mọi người check và xem video tutorial nữa. Em full size này có thể tích là 7,4ml, còn mini size thì chỉ có 1,2ml thôi. Tức là thỏi son full size to gấp hơn 6 lần thỏi mini. Bao bì của em mini size không được The Balm chú trọng lắm, thỏi son hơi kém xinh và nhìn có vẻ giống hàng dùng thử. Tuy nhiên thì Sa vẫn rất ưng khi The Balm không làm nhỏ đầu mút tán son mà giữ nguyên kích thước cũng như là hình dạng vát xéo như son ở full size. Điều này giúp cảm giác đánh son ở hai size đều như nhau và việc tán son kẻ khuôn môi rất dễ dàng. Trong video này thì sẽ swatch cho mọi người 8 màu son, gồm 2 màu son full size và 6 màu từ set mini. Màu đầu tiên mà sẽ swatch hôm nay là màu đầu tiên. Em này là son mini, đây là màu cam hồng sữa khá sáng. Khi mới đánh lên thì son ngả cam nhiều, nhưng khi son khô lại thành lớp lì thì mọi người sẽ thấy được màu hồng từ lớp son này đó. Màu này hơi sáng nên sẽ kén tôn da cũng như làm răng bạn ngà ngà đi tí nè. La joie que l'a poussée par son sourire Le transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entendre mes bras Emportée par la foule qui nous traîne Nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre Je lutte et je me débat Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage Thích nhất của dòng son kem lì The Balm chính là mùi hương, mùi chocolate bạc hà ngọt ngọt, thơm thơm, mát mát. Mở son ra chẳng muốn đánh lên môi mà muốn cho vào miệng luôn. Khi xếp son lên môi thì mùi này cực kỳ dễ chịu. Bạc hà còn làm cho son khi lên môi mát mát, lạnh lạnh, thích cực kỳ. Màu đỏ cổ điển lôi dồi chính là màu hợp nhất với concept châu Âu xưa mà The Balm tạo cho dòng son này. Màu đỏ tươi chuẩn thuần 100% này sẽ khiến bạn tỏa sáng mà không cần quan tâm đến tôn da đâu. Dĩ nhiên là những em son kem lì như thế này luôn làm lộ vân môi rồi. Vậy nên nếu muốn sử dụng những em son kem lì này đẹp thì ngoài tẩy tế bào chết cho môi ra, bạn hãy dưỡng cho môi thật mượt nữa nhé. Nhưng yên tâm là The Balm là một trong những dòng son kem lì mình thấy dễ chịu và nâng niu môi nhất rồi. Mọi người sẽ tìm thấy được tên em ấy trong top những son kem lì yêu thích nhất của hàng tá Beauty Guru luôn cho coi. Charming là tông hồng đất cực kỳ đẹp và tôn da, màu này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những bạn châu Á thích những màu son tây tây quyến rũ nè. Màu này không kén da, không làm ngà răng, tha hồ tung tăng. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis enivrés Em son này hiện được bán tại website The Balm Mỹ với mức giá 17 đô, tương đương gần 400.000 cho thỏi son full size. Set son thỏi mini có giá 29 đô, tương đương gần 670.000. Giá này khá đắt nhưng The Balm luôn có những đợt sale 50%, nên mọi người có thể canh mua son với mức giá chỉ còn lại một nửa thôi.
chất son kem lì của The Balm không lỏng toe nhưng cũng không quá đặc. Khi apply lên môi, quét ra những đường son rất mướt và đậm màu. Đây cũng là điểm cộng cho những bạn môi thâm vì son sẽ bao phủ lớp màu môi gốc của bạn. Điểm cộng từ đầu son vát xéo cũng giúp bạn lan son cực kỳ nhanh, cũng cực kỳ dễ tạo khuôn môi sắc nét. Màu Dedicated hồng đỏ với base tím này tuy sang trọng mà lại có nét trẻ trung. Màu son này cho bạn vẻ ngoài yêu kiều nhưng động đảnh như một quý cô vậy. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu. Nếu Charming là một tông hồng đất hơi trầm và quá nhiều nâu với bạn thì hãy thử sang Sincere. So với Charming thì màu này sẽ sáng hơn nên tăng được độ trẻ trung, vẫn giữ nguyên được nét tây tây quyến rũ. Tuy vậy là màu này sẽ kén tôn da hơn là Charming đó nha. Khi dùng son kem lì thì mọi người nhớ lưu ý là nên thao tác đánh son thật nhanh, tránh son khô lại thì chồng nhiều lớp son sẽ khiến lớp màu dày nặng môi mà không đẹp đó. Việc này không hề khó đâu, mọi người chỉ cần đánh son tầm 2-3 hôm là tập ngay được thôi, trăm hay không bằng tay quen mà. Đánh son kem lì thì mọi người đừng bậm môi nhiều nhé. Đặc biệt là khi hoàn thành lớp son xong thì mọi người hẳn để son khô lại trong vòng tầm 10 phút. Nếu trong khoảng thời gian son đang khô dần mà mọi người mím hoặc bậm môi thì sẽ làm lớp màu son dính lại. Tệ hơn thì son sẽ bám lại với nhau tạo ra các mảng bong tróc loang lổ đó nha. Nghe thì cảm thấy phiền phức nhưng vì son có bạc hà làm môi mát mát nên mọi người sẽ quên mất cảm giác son đang khô lại trên môi mình dễ dàng thôi. Màu son Committed là tông nút đào dành cho những bạn thích son tôn tây nhưng không thích base nâu. Màu đào này sáng nhưng không tươi, nhìn ngọt ngào lại nữ tính. Tuy nhiên thì hãy cân nhắc về tôn da và màu răng nếu bạn muốn lựa chọn em nó nha. Son The Balm khi khô lại trên môi thì cực kỳ dễ chịu, nhẹ nhàng và bám tốt. Son sẽ bám bền trên môi, không để lại dấu son trên ly, cốc, ống hút khi mọi người uống nước. Nếu mọi người ăn không có đồ ăn dầu mỡ thì son sẽ không trôi đi. Còn nếu như đồ ăn có dầu mỡ thì son sẽ tan ra nhiều hay ít tùy theo mức độ dầu có trong thức ăn. Đặc biệt nhất cần lưu ý với em son này là mọi người đừng thử đưa tay chà lớp son hay dùng môi chạm lại với nhau và chà sát lớp son nhé, vì lớp son sẽ bị bong tróc loang lổ ngay. Son khá ít trôi nên mọi người sẽ không cần dặm lại son thường xuyên đâu. Nhưng nếu có dặm lại thì lời khuyên tốt nhất cho mọi người là hãy lau sạch lớp son cũ rồi đánh lớp son mới để lớp son được mỏng mịn, đều màu và đẹp nhất nha. Devoted là tông hồng đỏ tươi chói lóa. Màu này rất thu hút mắt người đối diện cũng như rất quyến rũ. So với Loyal thì tông này tươi và hồng hơn. Màu này cũng cực kỳ tôn da và răng. Khi dùng màu này thì bạn chỉ cần màu mắt và màu má đơn giản nhất là được. Ba màu xa thích nhất của dòng son The Balm này chính là màu Trustworthy, Charming và Sincere. Trong đó Trustworthy là màu sang nghiện nhất. Nhưng yên tâm là ngoài 8 màu son xa swatch ngày hôm nay thì mọi người còn có tới 10 màu son còn lại để khám phá đó. Vì hãng vừa mới cho ra mắt thêm 6 màu son mới nữa cơ mà. Trustworthy là màu cực kỳ lạ mà mọi người khó có thể kiếm được ở các dòng son khác. Màu cam đất với màu nâu chiếm ưu thế nhiều hơn cam, sẽ không còn kén tôn da và làm xỉn răng nữa. Màu này cũng không quá trầm để bị da mà ngược lại rất hợp với hot trend gần đây.
Với chất lượng mà Son The Balm mang lại cũng như bảng màu son màu nào cũng đẹp thì Sa cực kỳ khuyến khích mọi người thử dùng em này. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những bảng son bị làm giả cực kỳ tinh vi nên mọi người hãy cẩn thận khi lựa chọn chỗ mua nhé. Cái là mức giá sau khi sale 50% của The Balm sẽ không hành hạ túi tiền của chị em mình đâu. Video swatch và review của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe channel của Beauty Nhawei nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.